Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em ăn mì cũng lưới rồi, mấy anh em ăn mì lâu quá rồi mới ra biển nữa cả nhà ơi. Tháng nè. Đó từ từ. Được không? Cay quá. Mất trái rồi. Nghỉ tháng mấy ngày hả? Tháng 3 ngày. Nhớ hay quá. Nghỉ làm lưới rồi chạy cả ngày. Ăn mì đi rồi kéo giờ anh em lấy lưới tại trường lấy lưới và nhắc lưới mới rồi có đỡ không đây. Mới ra lò luôn, mới đem xuống luôn cả nhà. Thank you.
nay mới dính luôn. Tôi mới ra lò luôn mà không có cá nhiều cả nhà. Thank you.
rồi được luôn đây. Không có nhiều. Đủ thứ cá rồi. Cá tu, cá sặc, cá quay, cá chép. Cái ngếch nếch. Nhận lưới này dính cá. Đục chuột con hết sức. Mời cả nhà ăn tôm tích với tôm luộc, ăn cơm trưa với mấy anh em. Sáng mấy anh em có ăn cơm sáng ăn rồi. Có con mực sao chia không? Chia các bạn. Chia con mực. Chia đi. Rồi. Luộc lên nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn luôn. Ở nhà ăn tôm nè. Này tôm xa, tôm sắc biển. Sắc bò. Sắc biển. Bò đó luôn bò. Chút giá cái bò gì được nghĩa. Con ghẹ ra. Cốm. Ngọt ra da. Ăn cơm trưa. Với nồi tôm tít. Tôm thẻ luôn. Mấy con mới tôm thẻ thì lột hết luôn. Được con ốc búa nữa. Con ốc búa nữa. Con tết vậy chứ mấy người lú còn sống thì nó mấy trăm ngàn ký á. Hơi lớn rồi đó. Lâu dữ rồi, nó ra tôm tích. Mấy con bự quá. Nhậu mấy rượu ra kìa. Ủa con ngủ luôn. Chưa nhậu nãy còn tót cá nhậu hết tót nhóc. Con cá bé mà trời. Con cá bự luôn trời. Quét vô rồi giờ lại. Không ăn một hộp, không ăn hết, không ăn cái đó luôn á. Ăn đi. Ăn được ăn.
4 chén hả? 4 chén, thử 3 cái này hai. Đừng con duy nhất. Sướng người nào sướng có người đấy. Kia gẫu đâu nè. Chưa có mày phải không? Chưa có ăn con. Đây Thiên. Đang thi dòng. Chiều nay chắc không thiền, hết dông. Không tôi. Nhưng dông nó có nước đục. Mấy nay dông quá rồi, dính té. Cũng tư tưởng rồi. Cái giờ chuẩn bị rồi đó. Qua một nói thì 2 giờ mới thổi, mưa. Qua nằm giỏng gió đó, thổi giận vô hộp cục. Kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà ủng hộ coi kênh của Hoàng Như Hải nha. Rồi giờ này mấy anh em xin chào cả nhà. Khác có giải.